mình phải chỉnh ở trong đầu mình cái ha, là mình cứ mặc định lô cơm là gì. Mình cứ mặc định lô cơm là tăng nhãn áp. Nhưng mà tăng nhãn áp chỉ một là một đặc điểm thôi. Có những cái lô cơm nhãn áp không tăng. Cái đó thằng đó mới ghê đó. Tại vì kẻ giết người âm thầm mà. Đây là định nghĩa của lô cơm từ năm 2003 được dùng tới bây giờ. Không có một chữ nào về nhãn áp đó. Đúng chưa? Không có một chữ nào về nhãn áp. Người ta chỉ nói là tổn thương tế bào hạch. Và tổn thương tế bào hạch thì có thể tổn thương đến sợi trục luôn, đúng chưa? Từ tế bào nè, tổn thương sợi trục. Và sợi trục của nó là cái sợi mà đi ra khỏi hệ thần kinh đó. Cho nên nó sẽ có ba đặc điểm: một là tăng nhãn áp, hai là teo lõm gai thị, và ba là thu hẹp thị trường. Thì có hai, thường là có hai trong ba cái đó đó, thì bác sĩ đa khoa mình á sẽ nghĩ tới glaucoma ha. Rồi bác sĩ chuyên khoa thì sẽ làm sâu hơn. Rồi cái nguyên nhân của nó có thể là nguyên phát, là thứ phát, rồi bẩm sinh, nhưng mà nhìn chung vẫn là góc đóng và góc mở. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ để thoát cái gì, cái chỗ đó là để thoát thủy dịch ra bên ngoài, tức là thủy dịch nó sẽ tiết ra và nó sẽ thoát đi. Miễn mà nó bị bế lại thì nó tăng nhãn áp, mà tăng nhãn áp thì nó sẽ ép vào những cái điểm yếu ở trong nhãn cầu. Điểm yếu nhất đó là chỗ gai thị, là chỗ cái sợi thần kinh thị giác nó đi ra đi vào thì gây nên mù nha. Cho nên là, và nguyên nhân của nó có thể là nhiều nguyên nhân, nhiều cơ chế, nhưng mà cách điều trị duy nhất là can thiệp làm hạ nhãn áp thôi ha. Giống như là bệnh cao huyết áp thì phải hạ huyết áp nha. Còn những cái như là nootropin, tanacan hay gì đó chỉ là cái hỗ trợ thôi ha. Cái này mình, có bạn nào thấy cái này chưa? Ở đâu? Đúng rồi. Mấy bạn thấy đo tự động nhưng mà vẫn phải dùng cái này ha, không có bỏ được. Đo đo tự động là để tầm soát thôi ha. Rồi teo lõm gai thị là như thế nào? Cái này mình thấy ở dưới phòng OCT có chụp nè. Đây là lõm gai bình thường, đây là lõm gai bất thường nè. Teo gai là như thế nào? Teo lõm là như thế nào? Lõm gai bình thường nè, cái chỗ xuất phát nó có lõm nè. Lõm gai trong lô cơm là lớn hơn 3 phần 10. Đường kính ngang lớn hơn 3 phần 10 so với đường kính của gai thị. Đó, mình thấy nó lõm và tương xứng với cái lõm từ trong lõm ra nè, là teo đó, thì thị trường của mình nó sẽ thu hẹp từ ngoài hẹp vào. Cái đó là do cái phối hợp, à, cái phân bố của các tế bào thần kinh và quang học thôi. Tương ứng với lõm từ trong ra thì thu hẹp từ ngoài vào. Phân bố. Thị trường là gì mình tưởng tượng đâu, mấy bạn học thần kinh rồi á, thị trường là không có liếc ở bên đó, thị trường là nhìn thẳng vậy nè, mà vẫn tôi vẫn thấy hai bên này, đúng không? Các bạn thử làm cái mấy bạn thấy hai bên này không? Thấy là mệt á, tự nhiên không có thấy người ta, nhưng mà tự nhiên đùng một cái nó nằm trước mặt mình. Ta đi về sau tới là không thấy. Có những người thị trường thu hẹp còn hình ống nhưng mà thị lực vẫn còn 8, 9 phần 10. Nguy hiểm không? Xong rồi phụt cái tắt luôn. Có những bác sĩ bị gì đó. Đi du học xong rồi bác sĩ ở bên kia người ta cảnh báo rồi không nghe, nói tôi thấy bình thường, tôi vẫn nhìn rõ bình thường à. Khi mà về Việt Nam rồi người ta còn còn điện thoại với theo. Đi vậy chưa? Không, tôi thấy bình thường à.
xong một cái tắt luôn ánh sáng, bỏ nghề luôn, bác sĩ ngoại khoa, nguy hiểm lắm, nhất là mấy người mà chạy xe hơi á, chạy xe hơi là cái trường quan sát nó hơi hẹp hơn là những người chạy xe máy đúng không? Chạy xe máy gì là thấy chưa ha, còn chạy xe hơi biết sao lúc nào người ta cũng nghiêm gì không đúng không, nghiêm gì để ta thấy hai bên luôn chứ nghiêm qua bên đây mà bên đây không thấy là thấy hại lắm á. Bởi vậy nói sao nhìn vô nói sao sao cái người này chảnh quá à? Mặt lạnh như băng, nó đang tập trung. Cái này là mình phải thuộc, cái mà luôn cung cấp là mình phải thuộc á, mặc dù có rất là nhiều cái nghi ngờ nhưng mà đúng là sản phẩm của mình sản xuất ra, bác sĩ bây giờ trực cấp cứu á, cái gì nó cũng tán là luôn cung tất cả vô chân, mình phải nhìn thấy thì mình mới xác định là glo cung cấp nha, tức là mình nhìn thấy thực thể của nó. Nếu mà mình không có thấy được cái gì á, ví dụ như là cương tụ rìa mình không nhận định được nè, hay là giác mạc phù mờ mình không nhận định được, thì tiền phòng nông không nhận định được, tức là mình không phải là chuyên khoa, thành ra nhiều khi mình nhìn không biết phải không đúng không, nhưng mà bắt buộc phải nhìn được là đồng tử giãn và mất tội xạ, đúng chưa, nhớ nghe, chứ không phải là cứ kêu vô kêu qua tôi thấy lung côn rồi bác sĩ mắc vô đi chụp mắt á, ở trên đây này chụp mắt là chụp chụp là chụp một tuần đó chứ không phải chụp một ngày đâu, mà đêm nào mà cũng kêu vô gì thì chắc chết. Chụp thường trú là nó cũng khổ lắm, phải lúc nào thường trú là sướng rồi. Đồng tử thì nó giãn bao nhiêu là giãn, hình như là cái này vụ này mình nói rồi phải không, bình thường là 2 đến 4, như vậy thì cứ trên 4 là giãn, có cần á thì có một bảng so sánh đồng tử luôn, hoặc là cụ thể nhất là so sánh với mắt bên kia, đúng chưa, tại vì có người sẽ lớn hơn chút, có người sẽ nhỏ hơn chút, nhưng thông thường nó nằm trong khoảng đó. Đó là những cái con số người ta gì thống kê là bình thường thì từ 2 đến 4 cứ nhìn vào mắt bên kia, và đặc biệt là gì, mất phản xạ ha, đặc biệt là mất phản xạ, thường là nó không có giãn to tần toát ra nhìn như là ở đây mình nhỏ thú đâu, nó sẽ giãn lơ lơ lửng lửng như đó, đó mới là đặc điểm của logo, và mất phản xạ tức là chiếu ánh sáng vào thì không có phản xạ co lại đó, cái đó là mình nhận định được glaucoma gốc đóng nha, còn glaucoma gốc mở thì nó rất là khó, nhưng mà nó có nguy hiểm không, rất nguy hiểm. Bây giờ á nếu mà bị tấn công bởi một cung phu panda là tức là đánh và một thằng bắt mang thì mấy bạn sợ thằng nào hơn, phải không, nó vào nhà mình lúc nào không biết, mà mình chết lúc nào mình không biết luôn, còn cái thằng kia làm à, gì chứ dễ phát hiện đúng không, như vậy thì đối với một bác sĩ chung á làm sao mà mình đề phòng được nó, là sao đề phòng được nó, không phải cái nào cũng đè ra đo nhãn áp đâu, nhưng mà nên là đi khám mắt là đo nhãn áp là một cách tầm soát, thứ hai á là tuổi của bệnh nhân á trên 40, thành ra chắc không rơi vào đám tụi mình đâu. Trên 40. Thứ ba là tiền sử gia đình, tiền sử gia đình có người bị glaucoma mà ta thấy là hay di chuyển cho con gái đó, là con gái nào tâm hồn nghệ sĩ gì đó. Tâm hồn nghệ sĩ là mấy người ưa khóc à, nhiều
Khóc mù mắt á, trong lịch sử Việt Nam mình có không? Có Lục Vân Tiên khóc mẹ mù mắt đó, đó. Gặp mấy người lô cô là mình cấm không được khóc, cấm không được khóc. Mấy người mà hay ủy mị đó. Rồi như vậy mình nhìn vào cái mục đích điều trị này nè, lô côm điều trị có khỏi không? Rồi mình sẽ coi điều trị điểm lô côm. Người ta đồn là cườm nước thì mổ không sáng, đúng không? Rồi xong rồi từ từ á, người ta đồn tiếp nữa, đồn mà cườm nước là không mổ được. Thì mình coi trên lâm sàng nha, coi có mổ được hay không. Mà hết cơ hội đi coi à. Đi bữa nay nữa là xong. Người ta nói lô cô mổ không sáng là đúng, chỉ có hạ nhân áp thôi mà. Rồi từ từ người ta nói cườm nước là mổ không được. Đến nỗi mà mình phải nói là tôi chỉ mổ lấy cườm đá ra thôi, không mổ cườm nước. Có nhiều người mình thấy trấn an người ta một cách giả dối gì đó. Bác sĩ là giả dối chùm luôn. Kỹ năng giao tiếp là mình phải gì đúng không? Cái thuốc này là cái thuốc hôm nay mà mình bị sao hoài này phải không? Là thuộc lòng rồi ha. Nó có cái loại nhỏ mắt là cái này với cái này nữa nè. Bilirubin nhỏ khi nào? Nhỏ khi nào nhãn áp nó hạ bớt thôi. Chứ nếu không nó co đồng tử quá, nó lại bế tắc ngay đồng tử. Đúng rồi. Nè, hồi xưa thà đánh lầm hơn có sót. Cái nào cũng điều trị hết trơn. Có nhiều người điều trị oan uổng, sao mà ngưng người ta cũng chả sao chứ. Thà đánh lầm hơn có sót. Bây giờ thì người ta theo dõi là nhiều, theo dõi rồi rồi quyết định điều trị sau. Gốc đóng, các bạn nhớ nè, gốc đóng vô cùng, gốc đóng hay là gốc hẹp thì hàng đầu vẫn là thủ thuật và phẫu thuật, tại vì phải can thiệp cơ học thôi, đúng chưa? Tại nó đóng rồi mà, nó tắc cống thì mình phải khơi thông. Còn gốc mở á, nó mở như gì nhưng mà nó vẫn là lô cô, thì gốc mở thường là nó không gây cơn cấp và điều trị hàng đầu vẫn là dùng thuốc ha. Chỉ khi nào mà bị dùng nhiều thuốc quá, nhiều tiền quá thì người ta mổ để cho bớt dùng thuốc, bớt tiền người ta, chứ một tháng mấy trăm ngàn đối với nhiều người cũng là vấn đề hết. Có gia đình đó hai vợ chồng đều bị lô cô hết rồi, phải kinh tế cũng eo hẹp và dọn về nhà nội ở để nội nuôi đỡ được tiền chợ. để tiền nuôi con và mua thuốc điều trị glucose. Tại vì prostaglandin á cũng 300.000 một lọ đó. Đây là một trường hợp gốc đóng nè. Thì người ta sẽ bắn laser ha. Bắn đi cho nó thủng lỗ này nè. Thì nước ở trong đây nè, nó sẽ chảy ra tiền phòng. Tức là bắn hiệu quả là mình thấy nước nó xì ra vậy nè. Và tiền phòng nó sẽ sâu xuống. Móng mắt nó sẽ hạ xuống và tiền phòng sâu xuống.
hay là các bè cũng mạc. Bè cũng mạc là mình biết là nó nằm ở ngay cái gốc đó, thì ta cắt để cho nước nó thoát ra dưới kết mạc đó, sau mổ xong mà thấy cái bọng nước không, từ từ bệnh nhân cũng quen, mà nhiều cái bọng này nhìn cũng cộm lắm ha, từ từ tôi cũng quen. Để đó, hai cái đó là đều làm hạ nhân áp hết đúng không, một cái gọi là giải quyết nội lưu, một cái là giải quyết ngoại lưu thủy dịch, còn thuốc là toàn là hạ nhân áp hết. Đây là cái hình để mình phân biệt viêm màng bồ đào với cua côn ha. Bài màng bồ đào mình đọc đi ha. Đây là cua côn đồng tử giãn nè, đây là viêm màng bồ đào đồng tử co túm lại, dính co túm lại, co mà không có đều á. Có nhiều khi bác sĩ mắt nhìn nhìn vô bác sĩ mắt cũng không phân biệt được luôn á, có nhiều cái nó không phân biệt và chẩn đoán một tưởng rất là chung chung là gì, viêm màng bồ đào tăng áp. Một từ hết sức là chung chung với bạn, có khi nào mà đứng ở tình tình cảnh gì không sẽ đưa ra một chuyện đó hết sức là chung chung, vì cái người nào ở phần phòng khám mà người ta phân loại được bệnh để ta đưa vào khoa là siêu đúng không. Tôi thấy ở bên da liễu thì có một từ gì, liêm da tiếp xúc, chả biết tiếp xúc chứ cái gì, hỏi tiếp xúc cái gì bác sĩ ai biết. Tiếp xúc cái gì anh chị biết chứ tôi đâu biết. Nói này là nó lén nha, hồi đó con tôi á nó bị cái xong rồi cái tôi mới đi khám da cho nó, chuyện đó là viêm da tiếp xúc trong cho kháng sinh kháng viêm kháng dị ứng, xong mình thấy nó không đỡ gì chứ, cái mình mới nói con nhỏ em á, tại vì nó làm ở trạm y tế nó cũng cọ sát nhiều, nó nói xong rồi hai hai đứa nó cùng đồng đồng ca xong ca lên luôn, tay chân miệng. Trời ơi là trời, bác sĩ da liễu nhìn nó ra tay chân miệng mà y sĩ cộng đồng nó nhìn ra thật sự là tay chân miệng. Hai đứa nó xong ca luôn nghe, tay chân miệng rồi điều trị tay chân miệng rồi hết. Tại sao bác sĩ da liễu không như ra, bởi vì tôi thấy bác sĩ da liễu có ai dự định đi da liễu không, chắc chắn là có đúng không, tại vì thời nay đó cái đó nó hot đó, nó kiếm tiền được lắm. Chăm sóc da là nhiều tiền lắm, thì tôi nói trước ngày da liễu là một chuyên khoa khó nhất luôn đó, theo tôi là khó nhất luôn á, nếu mà giỏi về bệnh học á, để mà giỏi về bệnh học là rất là khó luôn, tại vì nó đâu phải bệnh của da đúng chưa, nó là biểu hiện ra ngoài da của bệnh toàn thân. 10 bác sĩ da liễu chắc tôi chấm được một người. Nói thiệt luôn, tại vì mình là người bị bệnh da hơi nhiều, mà mấy bạn muốn làm chăm sóc da cho giỏi đó thì trước tiên mình phải giỏi về bệnh học trước đã, chúng tôi sẽ xa lầy, chúng tôi mấy bạn sẽ bị đổ đồng với mấy spa hết, mà nhiều khi còn không bằng spa nữa, ai mà đủ giàu mà mua mấy cái máy bằng spa không, mà cứ cứ 1 2 năm là đổi máy, 1 2 năm là có máy mới à. Xác định từ đầu đi nghe. Chứ không phải là chỉ bôi bôi chét chét là hiệu quả đâu. Không có đi phẫu thuật tạo hình cũng được, cái đó thì cái đó thì nó phải khéo đúng không. Rồi dự phòng đối với glaucoma, glaucoma là mù tới đâu là mù luôn, không có phục hồi được, chỉ là mình giữ lại những cái gì còn lại thôi, phải giải thích cho bệnh nhân vậy đó. Bây giờ người ta nói là gườm nước là mổ không được,
hoặc cườm nước mổ không sáng thì mình giải thích với người ta thế nào trong những tình huống bắt buộc phải mổ. Nếu mà ông bà không điều trị thì sao? Thì nó sẽ mù luôn, không còn thấy ánh sáng nữa. Và lúc đó ông bà phải thuê thêm một người á, anh chị phải thuê thêm một người á để mà chăm sóc ông bà đó, chứ không phải anh chị phải nghỉ việc để chăm sóc ông bà đó. Bây giờ á, con nó oái oăm lắm, cha mẹ con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó, nó cho mổ thì nó nói là nó thì nó cho mổ, còn không cho mổ hả là nói tới nó lui gì là cũng không cho mổ, nó khổ gì đó. Có nhiều người già rất là tội nghiệp luôn, phải nói đánh vào tâm lý của nó. Nếu không điều trị á, anh hoặc chị sẽ phải nghỉ ở nhà để chăm ông bà, phải mù tịt rồi, hoặc là phải thuê lên một người giữ ông bà đó. Nói tới mức độ đó mà nó còn không cho má nó mổ nữa đó, nó để thành mù tuyệt đối luôn. Mù tuyệt đối là gì? Mù là gì? Mù là khi thị lực á, dưới dưới 3/10 là mù. Nói vậy ở đây chắc cũng nhiều người mù lắm hay gì. Là thị lực chỉnh sau khi chỉnh kính dưới 3/10. Còn mù tuyệt đối là không thấy ánh sáng là mù tuyệt đối. Vậy mà nó để cho cha mẹ nó mù tuyệt đối luôn. Rồi để mà kiểm tra sớm thì trong gia đình có ai thì đi kiểm tra nguyên gia đình đi ha. Chụp OCT, đo thị trường. Đo thị trường là phương pháp phát hiện sớm nhất nha. Và bây giờ mấy bạn thấy có nhiều người người ta phải mổ thủy tinh thể khi mà thị lực vẫn chưa giảm nhiều lắm, để làm gì? Để cho mở gốc tiền phòng nó mở ra, để tiền phòng sâu xuống để mà nó cho lưu cơm nó đỡ. Rồi nha, hồi đòi bài đó đi nha, không thôi kết bạn để hồi nữa có mạng rồi tôi gửi cho nghe lập nghĩ nha. Bữa nay một